Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ý Thiên TV trong phần chơi Minecraft MD5 tập thứ 48. Ha 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 ha. Thì không biết trong những ngày cuối tuần vừa qua các bạn có khỏe hay là không, có khỏe hay là không. Thì mình vừa giải quyết được những vấn đề cần phải giải quyết cho nên cái này chúng ta có truyền hình trực tiếp. Còn chương trình đặc biệt thì chúng ta sẽ để sau. Rồi và ngày hôm nay mình sẽ cố gắng hoàn thành xong cái khu vực này luôn. Khu vực này còn nhiều thứ quá. Còn nhiều thứ thì chúng ta phải có làm một cái trần và quan trọng là chúng ta phải chuyển đồ lên được nữa. Trước tiên mình đi xuống dưới đã, mình cho các bạn xem một vài thứ ở bên dưới. Như các bạn đang thấy ở đây thì đây là cái phòng mà ngày thứ bảy chúng ta đang làm, và cái phòng này đã được mình thực hiện sẵn, tính toán hết, thực hiện trước những cái cần thiết rồi để chúng ta đỡ mất thời gian. Bây giờ thì cứ mỗi một cái chỗ này nó sẽ là một cái chỗ để bắn đồ lên, nó sẽ lọc đồ đâu rồi để mình đi lên một chỗ để mình nói cho nó dễ. Ví dụ như là ở đây thì như các bạn thấy cái đường nước đá này nè, nước đá này sẽ chảy, đồ sẽ chạy ngang qua đây vô cái hopper này, sau đó cái món đồ này nó có được một cái hệ thống lọc ở ngoài đây, hệ thống lọc mà mình đặt sẵn nè, mình chưa có bỏ đồ nào lọc vô thôi. Đó, thì khi nó lọc hết thì nó sẽ được đưa xuống cái máy, cái chỗ để nó bắn ra ở bên dưới. Thì đưa xuống xong nó sẽ được bắn ra, và khi nó bắn ra rồi mình cũng chưa đổ đường nước vô đây nữa, mình sẽ đổ đường nước vô đây sau. Nó sẽ bắn vô đây xong rồi nó vô đây và nó chạy lên trên này. Thì ở phía trên này là một cái cột nữa đó, thì chúng ta sẽ có một cái đường dẫn lên như thế này và mình sẽ ốp kiến lên xung quanh nguyên một cái hiện đường nước như thế này, và tất cả những hệ thống này đều như vậy. Rồi những hệ thống này được xây dựng như thế nào thì bây giờ mình sẽ bắt đầu xây dựng cho các bạn xem thử. Chúng ta có tất cả những thứ cần thiết ở đây thì tạm thời mình bỏ mấy cái này vô. Tất cả những thứ cần thiết ở đây mình đã để dành sẵn rồi, chúng ta việc xây mà thôi. Và thì trước tiên là chúng ta cần phải làm một cái hệ thống lọc, thì hệ thống lọc được làm vô cùng đơn giản mà trước giờ mình làm cũng khá nhiều lần rồi. Bây giờ chúng ta làm nhanh hệ thống lọc nào. Đó, đây sau là gần xong hệ thống lọc rồi đó. Và đây, chúng ta cần mấy cái hopper và một cái dropper vô. Thì cái dropper sẽ nằm ở đây và chúng ta sẽ có cái vô đây và qua đây. Xong. Đó, thì hệ thống lọc chỉ có như vậy, và nó sẽ lọc như thế nào thì chừng nào mình làm đường nước ở trên thì mình sẽ chỉ các bạn tiếp. Rồi còn ở chỗ này thì chúng ta sẽ cần phải làm một hệ thống tự bắn đồ ra theo kiểu mới. Kiểu này thì nó sẽ không có bị bự ra nhiều hơn mà nó dài hơn. Đó, như bạn đang thấy thì hệ thống lọc, hệ thống bắn đồ nó như vậy. Một khối ở đây, competitor, hai khối ở đây. Đó, các bạn có thể xem được cái này. Và chúng ta có thể thử, chúng ta bỏ vô. Đó, nó tự nó bắn đồ ra thôi. Vẫn hoạt động như bình thường. Và bây giờ mình cần thêm kiến, thì cần thêm kiến để mình ốp vô hai bên này nữa. Và ở trên này, ở đây mình chưa có thử đường nước xem, chắc là và chắc chắn là nó cũng chạy hết nên không sao đâu. Đó, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm nhanh được những cái này bởi vì mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Chúng ta lắp lại, chúng ta lắp ở phía bên trên này lại để tránh tùm lum đó. Mình sẽ lắp ở bên trên này lại, rồi chúng ta sẽ đặt cái đường nước đá vô. Đường nước đá nó sẽ chạy vô đây. Đó, nước đá sẽ chạy vô đây. Rồi, cứ như vậy mà nó chạy vòng xung quanh đây hết. Và còn bên này chúng ta có hai cái ô để ở đây thì mình chưa có đặt cái gì vô hết. Thì bên này chúng ta hôm bữa làm rồi nè, thì nó sẽ rớt xuống đây, nó sẽ chạy vô những cái chia ra những cái chỗ để lọc nó và chia lên. Thì cái này mình cũng mất hết nguyên một buổi để làm cho nên mình không có làm trực tiếp trên này. Mình muốn làm cái hệ thống chuyển đồ này trước. Hệ thống chuyển đồ này trước thì đi lên như vậy. Kêu quá. Nếu mà chúng ta muốn tiết kiệm kiến thì vẫn có thể làm được như vậy chứ không phải là không. À, đập ra thì cũng tốt. Đập ra thì bảo đảm hơn. Thử thử nhé, giờ thử xem để mình tiết kiệm được cái gì thì mình tiết kiệm.
Lên luôn. Này nữa, lên luôn. Qua đây, qua đây, qua đây. Ta sẽ có một cái hopper ở ngay đây. Oh yeah. Chỗ này là không có. Rồi, chúng ta sẽ có một cái hopper ở ngay đây thì mình lại không đem hopper theo mới ghê. Đâu rồi? Đường xuống cầu thang đâu? Cầu thang ở bên kia. Ta nhảy xuống. Ai! Lấy lộn rồi. Cầu thang không nằm ở đó, cầu thang nằm ở bên này. Đau lòng chiến sĩ. Đây qua đây. Bây giờ để vô. Vẫn phải có một cái lớp ở trên như thế này cho nó chắc ăn. Lại nhảy xuống nữa sao? Không đâu, mình sẽ đi bộ xuống. Ta xuống đường này. Thiệt tình. Bây giờ ở ở đây một cái, đây một cái, đây một cái, đây luôn. Mình sẽ đặt vô hết rồi. Rồi đó, thì muốn có đây cho vui thôi. Giờ chúng ta sẽ lấy đồ đặng bỏ vô rồi. Xin tuyên bố là đồ nằm ở dưới nhiều lắm, đồ nằm ở dưới gần hết. Còn mấy cái bình gì nằm dưới hết rồi thì cái nào còn ở trên này chúng ta để vô trước. Thì ở đây là hai, ở đây là cây redstone chứ lộn, lại phải đúng nha, nếu không lộn là dễ bị sai. Không 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 lộn. Coi cái tường ngoài sao, cái tường ở đây là đường và ở đây mới là thuốc súng. Thuốc súng xong rồi tới mấy cái bình, mấy cái bình xong tới mắt nhện ở dưới luôn rồi, xong tới mấy cây que, mấy cây que đó. Như vậy là chúng ta vô đây, chúng ta nhìn ở đây, chúng ta có thể biết được à khu vực này là cái gì. Rồi bây giờ lát nữa thì các bạn sẽ biết tới tại sao mình lại phải làm cái mấy cái bánh để làm cái gì. Rồi bây giờ trong cái người chúng ta đang có một mớ rồi đúng không, thì chúng ta sẽ có ở đây cái đường nước này. Thì nó, nếu mà muốn làm thì mình đang không biết là nó có cần thiết phải như vậy hay không. Kiểu nó xuống đây nó ẹo qua cái hơi bị phiền. Bây giờ sẽ thử nha, nhưng mà bánh đập bỏ không được. Khi mà thử như vậy thì cái bánh á, đập một cái là bỏ luôn chứ không có thể nào mà đổi được, không có lấy lại được đó. Cho nên chúng ta phải làm, nếu mà được thì giữ lại cái bánh luôn. Cái bánh rồi đây, rồi đây. Và từ đây đó, từ đây lát nữa các bạn sẽ biết mình lấy làm, mình làm bánh để làm cái gì. Từ từ rồi biết. Cái đường nước này là chưa có hả? Phải có chỗ có trước dễ hơn. Chỗ này nhảy lên không được mới đau, tại vì do vướng bận cái này rồi. Rồi đây. Bây giờ từ từ đi, để mình đặt cái này vô rồi mình sẽ giải thích. Mình sẽ giải thích tại sao mà mình phải phải mất công như vậy. Rồi, bình thường như chúng ta biết. Bình thường như chúng ta biết thì khi mà chúng ta đặt đường nước vô. Ví dụ đặt đường nước vô như vậy đi chẳng hạn. Thì cái nước nó sẽ chảy đúng không? Nước nó chảy. Bạn quăng đồ vô. Quê quá, quê quá, quê quá. Đâu rồi, để đặt cái cục này chặn lại cái chỗ nước đó coi. Đâu rồi, đâu rồi, đây. Khi chúng ta quăng đồ vô như vậy, nó sẽ chạy. Đó. Nó chạy thì mình muốn là nó chạy để cho nó vô cái hopper này. Thì có một cái cách
để làm như vậy. Ừ. Có một cái tuyệt chiêu để làm như vậy. Coi thử coi vừa không? Ôi, thiếu chút xíu. Thiếu chút xíu ổn ghê. Nãy mà phải lùi này xuống cái nữa là ngon rồi, không phải bỏ mất cái này. Nếu mà đường nước này nó nói lại ở đây luôn á thì thằng này phải là vậy, thằng này phải là vậy. Chỗ này phải như vậy. Đó bây giờ chỗ này lại là khó nè. Nếu mà hiện tại mình làm như vậy thì nó không được. Nó phải qua đây chút xíu. Thì hiện tại các bạn có thể chưa nắm được tại sao nó lại như vậy. Nhưng mà hiện tại mình đã nắm được nó phải như thế nào rồi thì mình sẽ sửa cho nó đúng một chút trước khi chúng ta làm tiếp. Đặng làm tới đâu thì nó đúng tới đó chứ nó không có để cho nó sai. Rồi. Đâu rồi, đâu rồi? 1 2 nè. 3 4 5 nè. Đó. Còn thằng này thì ngày hôm qua làm thôi. Chúng ta đứng ở dưới này đặt vô đây. Mình sẽ phải tìm đường lên lại. Bây giờ đường nước này cần phải có một cái đường đi như thế này. Vô đây luôn đi. Và hai cục này lấy lại. Ừ? Kỳ vậy? Chúng ta cần một cái ở đây và khối này ở mặt dưới, ở mặt nửa trên. Chỗ này. Đó. Rồi. Không nhớ là ở đây có hay không. Hay là bắt buộc chúng ta phải cách một ô này nữa. Thôi vậy cứ thử đi. Cứ thử đi rồi chúng ta có gì quay về làm tiếp mấy cái bánh này nhé. Rồi đây. Khi bạn làm được tới đây rồi là bạn đặt cho nó như vậy. Nó sẽ chạy tiếp. Thì bây giờ mình phải quay ở bển để mình làm mấy cái kia một cái. Đâu rồi, đâu rồi. Mình lấy cái này để mình làm cái hàng rào sắt. Hàng rào bằng đá chứ lộn. Hàng rào bằng đá. Đâu, đường lên đâu. Không có cái đường lên dễ dàng. Hàng rào bằng đá này sẽ được đặt vào ở đây. Ba cái. Một, hai, ba. Ba cái là được rồi. Sau đó ta cho nước chảy tiếp. Đừng có chảy ra ngoài nha con. Bây giờ mình sẽ đi lại đằng đầu này. Như để chúng ta xem ta ở đây coi có cái gì nè. Đây là chúng ta có một cái hệ thống lọc nè. Thì cái lọc này lấy cái bình. Bây giờ mình sẽ lại đằng đầu. Và mình quăng cái bộ nguyên một bộ kiến này của mình xuống. Nó phải không lấy cái mấy cái bình thì mới được. Rồi đúng rồi. Nguyên cái bộ kiến thì nó hoàn toàn như bạn thấy nó trôi đi thì nó không có bị hút vô. Đó là cái mà mình đang định làm. Rồi sao tôi đi ra đây? Đó là cái mà nãy giờ chúng ta mất thời gian làm là cái đó đó. Cần để cho nó làm được và không có bị dính vô. Bỏ mấy này đi. Có đường đi lên là được. Đó. Chúng ta đặt cây đuốc ở đây. Đặt cây đuốc trên này luôn. Bởi vì cái miếng này là nửa trên. Còn bây giờ nếu mà chúng ta muốn biết chúng ta cái này nó có nhận đồ hay không á thì chúng ta phải bỏ mấy cái bình đó vô. 15 cái bình này sẽ phải được đi chung với lại 64 cái kiến. Đó, như bạn đang thấy nè. Đó, nó chạy kìa. Rồi 15 cái bình này vẫn không có vô mới ghê. Rồi đây, đây đó là lỗi mà chúng ta cần phải giải quyết. Đó, khi mà nó phải rớt đồ vô hết thì mới được. Có lẽ là mình phải thêm mấy cái cột nó vô rồi chứ không để ba cái được, nát hết bên dưới của tôi luôn. Rồi thử làm một lần nữa nha các bạn, thử làm một lần nữa.
Nó phải nhận mấy cái bình nhưng mà nó không nhận những cái kiến thì mới được. Rồi, vậy là chỗ này sai. Chỗ này sai. Nó phải vô sát ngoài kia rồi. Thiệt tình. Bánh lại không có gộp lại được nữa. Bỏ bớt cái. Ôi quên. Đang đói mà không ăn. Chàng ơi dở. Đang đói mà không ăn. Đập bỏ làm chi không biết. Đây rồi. Bây giờ thử lại nữa nha. Thử lại nữa nha. 15 cái, 64 cái. Rồi đó, rồi đó. Nó vô rồi nè. Tuy nhiên là ở đây chúng ta phải thay đổi bằng những cái cột này luôn để nó không bị dương. Nãy giờ mình làm á là chúng ta sử dụng cái bánh này nè. Thì các bạn thấy cái bánh này nó nhỏ hơn được một khối một chút xíu. Đó. Nó sẽ làm cho món đồ chảy nhưng mà thường á nếu mà chảy cái nước kiến này á nó vẫn nằm ở trong cái khối này. Nhưng mà nếu sử dụng cái này thì nó sẽ chảy nó sẽ hơi hơi nhích qua bên này một chút xíu và qua tới cái hàng rào đá này nè thì nó lại bự hơn. Tới đây á thì nó có cái miệng của cái hopper ở đây. Đó. Nó vẫn cho phép cái hopper lấy đồ ở dưới, lấy đồ trang chạy trên này để chuyển xuống dưới. Đó, đó là cái gì mình, đó là cái mà nãy giờ mình đang muốn làm. Thank you.
Rồi bây giờ mình sẽ đi du chu du cùng với khối kẹo dẻo một lần nữa. Nó sẽ phải quay về đây. Nó sẽ phải quay về đây mới được. Nó chạy nhanh quá, nó chạy nhanh quá. Đó, 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 đó. Khoan, rồi kìa. Không được, không được. Ở đây sao không được nè? Ở đây đủ. Ở đây chưa đủ đúng không? Hèn gì ở đây chưa đủ. Ở đây chưa đủ nên chưa được. Chúng ta phải đi làm thêm mấy cái bánh mặt bên kia. Một cái. Thiếu bánh. Và hai cái ở đây. Ờ, nó còn nữa kìa. Cái cục cục đứng lại, đứng lại. Cục kẹo dẻo bơi hoài luôn. Như bạn đang thấy thì cục kẹo dẻo nó không vô đâu được hết. Nó bơi hoài luôn. Rồi đó, mình lụm lại thì nó mới dừng lại cái chuyện đó. Còn không là nó bơi hoài luôn á. Rồi đây. Bây giờ chúng ta bắt đầu đổ nước vô nha. Chúng ta bắt đầu đổ nước vô. Một cái. Cho nó chạy hết đi rồi tới lượt mình. Và ngay đây, khoan, để mình sẽ tạm thời mình chặn lại trước để mình đứng. Nếu không nước nó sẽ chảy xuống luôn. Rồi đây nước thì ế lộn. Mình sẽ chặn cái cục này lại. Nó sẽ chảy đồ qua là được. Đó, chúng ta xuống đây. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ các bạn làm lại cái hệ thống bắn đồ theo kiểu mới. Bạn có một cái rubber ở đây và hai khối nằm xung quanh đây. Sau đó bạn đặt với comparator, một cái repeater ngược lại ở hai khối này. Redstone ở đây và ở đây. Rồi đó, vậy nó sẽ làm việc của nó. Chúng ta bỏ vô, bỏ xương vô, bỏ mắt nhện, bỏ mấy này vô hết luôn. Xuống con. Ừ. Vậy đi, có mấy cái bình nữa kìa. Đâu, mình sẽ coi thử ở trong này có cái gì. Trong này thì đồ nó đang bắn ra từ từ nè. Rồi. Bây giờ là để mình ốp cái này lại. Mình phải ốp cái sàn này lại. Và một điều quan trọng nữa là chúng ta không được đứng ở phía trên này. Chúng ta sẽ lấy những cái món đồ này đi. Đi lên trển. Đây 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 đây. Như các bạn đang thấy đồ đang xuống. Đồ đang được thải xuống giống như rác vậy đó. Rác thải. Ghê chưa? Rồi, coi nó chạy kìa. Bây giờ hệ thống lọc của mình chưa đủ món ở trong cho nên những món này tạm thời nó chưa có lấy đi đâu. Đây. Đó. Đúng rồi, nó chỉ lên redstone thôi là tuyệt vời rồi. Còn những món nào không liên quan thì nó sẽ không lọc qua được. Đâu rồi, cái hệ thống lọc nó nằm ở đâu? Nhìn hết biết rồi. Ở đây á hả? Mới 36 à. Chắc phải đi đặt đuốc ở trên hệ thống lọc. Để sau này vô dòm vô dễ biết. Đây nữa. Đó, Redstone thì bắt đầu chạy rồi. Còn mấy thằng này. Mấy thằng này. Chúng ta dòm ở đây biết liền nè. 41. 41 mà chưa có thêm. Oh yeah. Ở đâu nữa, đâu nữa. Thằng này ngay đây luôn mới ghê. Bam ba. Đâu để mình đổi lại cho nó qua đây chút xíu. Và ở đây thì chúng ta bỏ đi. Mình muốn đổi nó lại chút xíu để chúng ta dễ thấy cái hệ thống lọc ở dưới. Rồi đó. Xương nè. Xương rồi gì nọ là nó chạy hết luôn.
Nó không thể nào mà dừng lại được hết. Lại xương nữa. Rồi. Cứ thế mà nó chạy tiếp thôi. Ở đây. 41. Ồ, rồi. Có vẻ như mọi thứ đều đã chạy hết rồi đó. Còn xương với lại mũi tên thôi. Thì xương với mũi tên là những thứ mà thịt thối gì này nọ, là những thứ mình không có muốn lấy. Nó có một cái nơi khác để chứa những cái đó. Mình có một cái nhà máy khác để chứa hết mấy cái đó rồi. Thì khu vực dưới là xong. Bây giờ chúng ta chạy lên trên này coi thử. Ở trên này phải có đồ trên này mới được. Còn đồ trên này không có là bó tay. Giây phút quyết định đã tới. Que. Có xương trong này nữa. Kỳ vậy. Sao lọt xương giống được. Mắt nhện. Bình. Thuốc súng. Thuốc súng thì nãy thấy chưa đủ. Đường thế này cũng chưa đủ. Cái tôn thì có rồi nè. Đó. Đó. Thì chúng ta đã hoàn thành xong cái hệ thống này rồi. Oh yeah. Quá bự. Quá bự. Rồi. Và như vậy là hôm nay chúng ta đã hoàn thành xong một cái hệ thống phân loại và vận chuyển vật phẩm lên chia vào các thùng trong cái kho mỹ phẩm của mình. Ghê thiệt. Kho mỹ phẩm luôn. Đó. Cho nên chúng ta ngày hôm nay chúng ta làm được một cái việc rất là tuyệt vời. Thì mình sẽ có những cái sự chuẩn bị khác ở sau, không có truyền hình trực tiếp những cái sự chuẩn bị đó lên. Nhưng mà nếu các bạn mong muốn mà coi mình chuẩn bị thì mình vẫn có thể trực tiếp, nhưng mà mình sẽ không có nói nhiều như thế này và mình sẽ tập trung vào làm nhiều hơn. Thì các bạn hãy theo dõi tiếp tục Ý Thiên TV để biết được những cái chương trình sắp tới. Chắc chắn sẽ có chương trình kỷ niệm 1.000 sub đó, thì mình cũng đã nói vào tuần trước rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.